Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phần mềm tạo stream, một phần mềm có lẽ là rất nhiều người đã biết, đó chính là phần mềm Silent One. Thể theo một nguyện vọng của một bạn đã comment ở YouTube của mình là giới thiệu về phần mềm này. Phần mềm này có tên là Silent One và các bạn có thể đặt tên là Silent One hoặc là Silent 1 bản 3.0, và ở YouTube của mình thì chuyên gia đọc theo kiểu tiếng Việt là Silent One. Ok, bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ load cái stream vào phần mềm làm nhạc của bạn. Ví dụ ở đây là Cubase, mình sẽ load instrument và mình sẽ chọn cái Silent One. Ok. Sau khi mở ra cái Silent One nó sẽ có giao diện như thế này, và mình muốn cái giao diện này nó to hơn ấy thì mình sẽ chọn vào phần menu này và mình sẽ chọn phần size nó lên là 125 chẳng hạn, thì để cho to hơn thì các bạn có thể nhìn nó rõ ràng hơn. Và mình cũng có thể thay đổi cái giao diện của nó bằng cách là chọn menu này và bạn chọn cái skin này. Ví dụ như là mình có thể chọn kiểu skin là Hello Lix chẳng hạn, để màu sắc nó nhìn nó pro hơn chẳng hạn, nhìn nó chuyên nghiệp, để có lừa đảo một tí. Đó, thì bây giờ mình sẽ trở lại cái Silent One 3.0. Và đối với Silent One 3.0 này, các bạn có thể nhìn thấy các giao diện nó sẽ có cái giao diện hơi khá là nhằng thế này. Và để trước khi mình đi vào từng phần của cái giao diện này ấy, thì mình sẽ nói trước về cái cơ chế hoạt động của cái Silent One. Thì đối với cái Silent One này thì cái cơ chế hoạt động của nó bao gồm các bạn có thể down cái manual sử dụng của nó, và bạn phải nhìn cái biểu đồ nó dễ dàng hơn. Thứ nhất là nó sẽ có cái phần oscillator A và oscillator A1, A2 kết hợp với nhau ở đây và tạo ra một cái qua một cái filter, tức là qua một cái bộ lọc về cao độ, về độ ấm hoặc là về độ thanh của âm thanh, để lọc đó tạo ra một âm thanh nó cao hơn hoặc là chậm hơn. Để sau đó qua một cái arm envelope, tức là qua một cái lớp biểu bì về ấn bàn phím gì đó, sau đó thì sẽ kết hợp vào một cái mixer. Và tương tự như thế, ở phần dưới này sẽ có một phần, đây là phần pad A này, màu đỏ ở đây, và phần pad B ở dưới, màu vàng ở đây. Thì phần pad B cũng tương tự thôi, sẽ có một cái phần oscillator B1 và B2 kết hợp với nhau qua một cái filter, qua một bộ lọc về dạng một dạng EQ đó, thì nó sẽ qua một cái lớp biểu bì, một lớp arm envelope, một lớp tính toán để khi mình ấn nút nó có tự tác động, và qua mixer. Sau khi là cái pad A và pad B kết hợp với nhau qua mixer này, nó sẽ tạo qua một cái master effect, tức là thêm cái hiệu ứng vào. Và hiệu ứng thì bao giờ cũng có là distortion này, phaser, chorus, EQ, reverb, delay, comp, pressure. Và tất nhiên ở cái đoạn màu xanh lá cây này thì bạn có thể nhìn thấy là có cái filter control, tức là về chỉnh âm chung, tức là chỉnh cái bộ lọc chung về cao độ của cái pad A và pad B. Thì trước khi bạn có thể vừa ngắm cái này, bạn có thể mình vừa nghe mình giải thích luôn về cái cơ chế hoạt động của tất cả các công cụ stream mà stream chúng ta đã có. Stream thì đơn giản nó là một công cụ, là khi mình có một cái dạng sóng cơ bản, âm thanh mà bắt đầu từ sóng. Sóng thì bắt đầu từ đâu? Sóng thì bắt đầu từ bốn thằng nào đó sáng chế ra phần cái âm thanh sóng đấy, khiến chúng ta phải học cách đau đầu, thì là sóng. Sau khi sóng ở một dạng sóng cơ bản thì bao gồm có những dạng sóng như kiểu sóng nó sẽ uốn lượn theo kiểu là ellipse này, sóng uốn lượn theo kiểu parabol, hoặc là sóng kiểu zigzag gì gì đấy. Thì mỗi loại dạng sóng nó sẽ ra một cái tiếng âm thanh cơ bản đặc trưng khác nhau. Và khi mình trộn rất nhiều các âm thanh cơ bản đặc trưng với nhau, cùng với một cái loại tần số này, cùng một số loại chuyển động, cũng như là cầm một số các loại kiểu như là hỗn tạp nào đó, nó sẽ tạo ra một cái âm thanh đặc trưng. Ví dụ như âm thanh mình đang nói ở đây, hoặc là những âm thanh về nhạc cụ nào đó, hoặc là âm thanh của cái tiếng gì đó, thì mỗi là âm thanh nó có một cái dạng sóng, một tính chất sóng khác nhau. Và để tạo ra một cái sóng đó thì người ta gọi là quá trình đã oscillator 1 và oscillator 2 kết hợp với nhau để tạo ra cái âm thanh đặc trưng đó. Và khi âm thanh đặc trưng đó tạo ra một cái âm thanh đặc trưng rồi, thì mình sẽ qua cái filter, tức là qua bộ lọc. Ví dụ như mình đang nói ở đây ở mức tầm trung, nhưng khi qua bộ lọc nó sẽ cảm giác là nghe nó cao hơn, ví dụ thanh hơn, hoặc là nghe nó trầm hơn, thì các bạn có thể nghe thấy nó trầm hơn. Đó, nghe cảm giác nó trầm hơn. Và khi sau khi tạo ra một cái âm thanh như thế rồi, mình sẽ qua một cái arm envelope, tức là cái biểu bì, tức là kiểu biểu bì ở đây nó lại liên quan đến phần keyboard, tức là nó sẽ liên quan đến phần mà attack này, decay, saturation và delay. Tức là khi mình ấn vào một phím nhạc hoặc một lốt nhạc, thì bao gồm một quá trình khi mình ấn vào thì nó bắt đầu có quá trình là gì? Quá trình là lên âm thanh khoảng mất khoảng tầm bao nhiêu thời gian để nó tác động vào cái âm thanh đó, và nó giữ âm thanh đó trong khoảng bao nhiêu lâu,
và kết thúc trong vòng bao nhiêu lâu, thì chính là cái AV envelope. Và khi mình trộn cái part A và part B với nhau, tức là trộn cái âm thanh gốc A và âm thanh gốc B với nhau để tạo ra một cái hỗn hợp âm thanh nó nghe nó kỳ diệu nào đó, thì chúng ta quả chuyển qua quá trình effect, tức là tạo hiệu ứng như distortion phaser chorus EQ reverb delay. Và nếu các bạn nào mà không biết là distortion phaser chorus EQ reverb delay và compressor là gì, thì các bạn có thể là vào những cái phần playlist của mình, phần effect, các bạn để tìm hiểu thêm. Thì nó tương đối là các bạn đổ x, các bạn sẽ đỡ phải nghe phần này nó nhiều, tại vì thật ra những cái phần này nó là cơ bản rồi đó. Thì các bạn thể hiểu rằng là khi âm thanh ở dạng sóng, mình biến tấu nó thành một cái âm thanh dạng có thể là đặc trưng của một loại nhạc cụ nào đó. Sau đó thì qua một cái quá trình filter để lọc độ cao, cũng như là quá trình về envelope để mình tác động lên cái bàn phím để nó đúng, thì nó sẽ trộn với nhau để tạo ra một cái chuỗi âm thanh ảo, âm thanh điện tử là stream. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại cái phần mềm Silen. Khi mình sử dụng Silen One này, đầu tiên thì chúng ta sẽ có là cái âm thanh mặc định. Thật ra là nó là cái preset mặc định đó các bạn. Chọn những cái preset khác, một số bạn thì các bạn lười một chút, các bạn có thể chọn preset khác, thì bạn ấn vào cái khung này. Đó, các bạn để chọn preset là cho phù hợp, hoặc là bạn ở phần menu có phần cái chữ là 001 ARP303, tức là tên của cái sound đấy, thì bạn có thể chọn cái tên sound khác. Ví dụ ở đây mình chọn đó. Và bây giờ mình sẽ chuyển tất cả các âm thanh về dạng cơ bản bằng cách là, thứ nhất là mình sẽ giới thiệu qua một chút về các cái giao diện chung nhé. Đầu tiên là phía trên này chính là các cái mục mà thông số cơ bản. Ví dụ như phony, tức là số lượng phím ấn ở trên keyboard. Ví dụ mình có thể là ấn chọn ở đây là 1, tức là mình chỉ được ấn 1 phím trên cái keyboard này thôi. Kể cả mình ấn 2 phím nó chỉ xuất hiện 1 phím thôi. Mình ấn 2 phím nó chỉ nhận 1 thôi. Và để mình nhận được 2 thì mình chọn 2 lên, hoặc là 3, và mình chọn 1 để cho nó mặc định. Các bạn nhớ nhé, phần void tức là phần thể hiện là số lượng âm thanh mà có thể phát ra. Ví dụ như void tức là, ví dụ như một mình nói chuyện thì nó là một void, có hai mình nói chuyện với nhau thì là hai void, và ba thì mình nói chuyện với nhau là ba void. Các bạn hãy tưởng tượng là thế, thì ở đây sẽ hiểu là số lượng void mà đang nói chuyện với nhau để đại loại là một dạng thông số thôi. Path select, path A và path B, thì khi bạn bắt pick vào path B này thì bạn có thể thấy là một cái vùng màu nâu này nó chuyển sang màu xanh. Thì đối với path A và path B nó sẽ khác nhau ở mỗi là vùng màu nâu và vùng xanh thôi. Và như ở đây, như cái bản đây, mình sẽ thấy là path A và path B nó chỉ màu đỏ màu vàng ở đây, thì nó sẽ khác nhau ở các cái mục là màu thôi, còn tính chất của hai cái này giống nhau, đều là oscillator, filter và arm envelope. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là oscillator arm envelope, oscillator B và filter B, ở đây là oscillator A1, A2, filter A và envelope A. Nó chỉ khác nhau như thế thôi, còn tất cả những cái bảng này sẽ dùng chung. Ví dụ như ở đây filter control ở đây dùng chung đó. Mixer là bảng là trộn giữa là cái path A và path B. Và để chơi âm thanh ấy, mà mình chỉ muốn chơi ở path A thôi, thì mình chọn solo, tức là chơi một mình. Còn nếu mình bỏ solo đi thì nó sẽ chơi cả path A và path B. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn là phần solo thôi để chơi mình. Và select là để nó kiểu dạng như là cấu hình kết hợp với cái tempo của bạn. Ví dụ một số các cái sóng của bạn nó sẽ phù hợp với cái tempo, và cái thông số delay của bạn nó sẽ phù hợp với cái tempo của bạn, thì bạn chọn select để nó kết hợp với cái tempo. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần oscillator. Oscillator thì chúng ta sẽ có oscillator A1 và A2 như mình nói. Ở trong cái bảng menu này sẽ có A1, A2, hai âm thanh ở dạng sóng sẽ kết hợp với nhau, thì mình sẽ giới thiệu phần một cái trước thì bạn sẽ hình dung sang cái bên cạnh. Và ở cái bên cạnh thì mình sẽ để volume này bằng 0. Và ở oscillator A1 thì bây giờ mình sẽ chọn cái sóng cơ bản là sóng sim chẳng hạn, thì mình sẽ chọn sóng ở đây. Void 1 tức là chỉ có một âm thanh thôi nhá. Và phần octan, ở phần này octan này thì mình đang để là 0. 0 tức là khi mình ấn nút nào nó sẽ thuộc octan đấy, tức là thuộc cái nốt đấy. Và khi mình ở phần pitch này mình muốn là tăng lên một octan thì mình chọn lên 1. Đó, tức là lên một quãng, lên hai quãng, lên ba quãng. Nốt là lên một lốt, hoặc lên hai lốt, lên ba lốt. Đó, bạn có thể dùng chuột giữa bạn xoay nhé. Và file là bạn có thể lên theo kiểu phần trăm. Đó, và phần volume
ai cũng biết rồi. Đó chính là to nhỏ đúng không ạ? Phaser tức là ở mình có một cái dạng sóng kiểu dạng như thế này. Và mình muốn bắt đầu dạng sóng đấy ở đầu, ở giữa hay ở cuối sóng. Tức là 360 độ là một chu kỳ sóng lượn xác định. Và mình muốn bắt đầu ở đâu thì mình sẽ chọn đấy. Ví dụ ở đây mình chọn bắt đầu ở 0 và mình chọn ở cuối tức là 360. Tuy nhiên ở với cái những dạng sóng dạng cơ bản như kiểu là sóng lượn như này thì bạn bắt đầu ở đâu cũng giống nhau thôi. Ví dụ ở đây bạn hay nghe thấy nó chẳng thay đổi đâu. Tại vì nó là dạng sóng cơ bản, ví dụ chi chi sau đó. Đấy, nó khá là giống nhau, nó không có cái gì thay đổi cả. Tuy nhiên là khi sử dụng phaser này mà bạn kết hợp với việc mà sử dụng các cái LOF, sử dụng filter thì bạn sẽ thấy một sự khác biệt nó hoàn toàn. Đề tune này là cái gì? Tức là khi bạn phát một cái sóng nó lượn như thế này, tăng này lên, nó sẽ không hoạt động gì cả. Nhưng mà khi bạn muốn tăng hai cái void hoặc ba cái void lên thì bạn sẽ thấy là sẽ ba void là gì, sẽ là ba cái sóng nó hợp với nhau này, nó kết hợp với nhau, ba cái sóng lượn nó chồng với nhau đúng không? Ba void tức là ba người hát, nhưng ba người hát này là ba người hát chồng lên nhau, sẽ có người trước người sau, sẽ có người lệch người không. Thì khi mình đó, các bạn thấy không, đó khi có người lệch người không thì có nghĩa là gì? Thì nghĩa là ở cùng một cái, cùng ba vị trí phát ra thì sẽ có, sẽ là phát theo kiểu là nó lồng gần hay lồng xa. Đó, ba người phát ra thì nó lồng gần ra. Ví dụ mình có hai người thôi thì mình chọn voice 2. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó lắc nhiều hay lắc ít thì mình cảm giác là sóng nó sẽ chồng lên nhau. Ví dụ đoạn là dao thì nó sóng nhỏ nhất, mà nhỏ nhất, còn chỗ nào là nó không dao thì nó sóng sẽ là rộng nhất, tức là chỗ là triệt tiêu chỗ là không. Thì các bạn nào mà kiểu vẽ dạng sóng thì bạn sẽ hình dung được, chứ còn đôi khi là nó khó hình dung. Stereo này tức là nó sẽ đưa sang hai bên tai trái và tai phải của bạn cân bằng hơn, hay là chỉ một bên thôi. Ví dụ ở đây một bên pan là ban trái ban phải đúng không? Đó. Đó. Phần stereo là cái nó như cảm giác là âm thanh nó sẽ có cảm giác nó rộng hơn. Đó. Và phần inv tức là khi sóng nó ra, đầu tiên là sóng nó sẽ đi từ dưới lên trên, sau đó đi xuống dưới, sau bây giờ nó sẽ đi ngược lại là đi xuống dưới trước và đi lên trên sau. Thì gọi là inverse, tức là ngược lại của cái sóng cơ bản này. Đó, các bạn để hiểu hình dung như thế. Và recharge tức là nó sẽ, khi mình ấn nút này nó có ba cái sóng phát ra thì nó sẽ tập trung vào một cái sóng để mình nghe rõ hơn so với sóng lại còn lại. Và khi mình pick cái này đi, đó, ba sóng nó sẽ kiểu mờ nhạt, nhưng mà khi mình ấn vào mình sẽ cảm giác là nó sắc hơn. Thì đấy là phần lý thuyết thôi, còn để các bạn làm kiểu mẹ thành thạo ấy, nó là một cái phức tạp vãi lồi các bạn ạ. Phần oscillator A2 thì nó cũng khá tương tự như thế nhá. Thì các bạn có thể hiểu là volume là âm thanh, phaser là điểm bắt đầu của cái sóng đấy, đề tune là sự giao giữa các cái sóng với nhau thì ở dạng là nhanh hay chậm, dày hay ít, dày hay mỏng. Đó, và nó chính xác là dày hay mỏng đó. Stereo tức là nó có cảm giác là nó sang hai tai không, hay là nó chỉ chơi dạng mono thôi, tức là nó lại loại lại là âm trong một cái vùng âm thanh như này, trong một vùng sóng phát như này. Đó, thì nó rộng hơn hay là nó hẹp hơn. Còn cái kia là dày và mỏng. Và pan là pan sang trái hay sang pan sang phải. Wave tức là loại sóng, inverse tức là đảo ngược cái sóng đi hay là thuận cái sóng đấy, peak tức là nâng cao hoặc giảm tốc độ, void là thể hiện số lượng cái sóng đấy, thường thường là chọn lên 7 tức số lẻ bao giờ cũng hay hơn, và recharge bao giờ là tập trung một cái sóng nào đó. Ví dụ như ba cái void thì nó sẽ tập trung vào một cái void thôi, 7 cái void nó chỉ tập trung vào một cái void thôi, thì mình sẽ nghe cái void đấy nó sẽ là lớn nhất. Đó. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về phần filter đúng không? Qua lớp filter mà đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái sóng A1 A2 kết hợp với nhau. Thì qua một cái filter A thì bây giờ mình sẽ tạo một cái sóng A2.
Ống A2 này thì mình có thể chọn ở cái so này đi, đúng không? Và tăng octa lên. Đó, thì bạn phải nghe thấy là nó khác cái kia lắm, và mình sẽ tạo một cái âm thanh kết hợp. Đó, và khi nó kết hợp với nhau rồi thì nó sẽ qua một cái bộ lọc là filter ở đây. Các bạn này mình sẽ theo cái thứ tự dần dần là A1, A2 kết hợp với nhau. Đó, bạn này lắc 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 thì qua một cái filter. Filter thì bao giờ cũng có cái gì? Thứ nhất là chọn lại filter tệp. Filter giống như kiểu cái EQ thì thôi. High pass và low pass là nó cắt phần low và cắt phần high của nó đi. Và resolate tức là nó tăng cái cường độ lên. Đó, hoặc là giảm cường độ đi. Đó, driver là nhấn về cường độ. Đó, thì đối với cái filter này thì bạn ấy có là oscillate A và oscillate B. Bạn cũng có thể chọn cái input select là cả A cả B. Mà biết về filter thì các bạn sẽ hiểu cái này nó rõ ràng hơn. Đó. Đó, mình giảm đề tu này đi, giảm đề tu này đi. Đó, thì bây giờ chính là cái filter tape, tức là mình sẽ chọn cái để mình cắt phần cao và cắt phần thấp nó đi. Và ở đây là envelope, envelope thì mình cũng giải thích luôn, envelope chính là cái sự tác động của mình đối với cái keyboard này. Ví dụ như là attack là khoảng thời gian để bắt đầu đạt được cái cường độ. Ví dụ như khi mình ấn nút này, bạn thấy nó đạt được luôn, là âm thanh nó toè luôn. Nhưng mà mình muốn nó khoảng thời mất khoảng một khoảng thời gian nào đó để nó đạt được cái âm thanh tè đấy. Ví dụ như mình kéo đến đây thì nó sẽ có thông số ở đây là attack envelope 1.7 chẳng hạn, ở đây ở phía này thì mình ấn ấn vào đây. Ok, các bạn thấy là âm thanh nó đi dần lên, mà khi mình kéo âm thanh càng cao, càng thời gian càng cao. Đó, thì mình ấn nút cái thì bắt đầu một khoảng thời gian xác định thì nó mới đạt đủ độ lớn đấy cơ. Đó, đạt đủ độ lớn đấy, đúng không ạ? Và nói về cái decay này, mình sẽ nói về sustain trước. Sustain tức là khi mình ấn nút, mình nhả tay ra cái nó hết. Nhả tay ra nó hết. Và giả sử mình giảm sustain này xuống. Đó, các bạn thấy ngay không? Là cái phần mình giữ trên bàn phím này khoảng thời gian bao lâu thì nó sẽ đạt hiệu quả bấy nhiêu. Và cái decay này đó, và khi mình ấn nó kết thúc luôn. Decay là khoảng thời gian kết thúc của cái âm thanh mà khi mình ấn vào phát nó sẽ tồn tại trong vòng bao lâu đấy, các bạn hiểu không? Đó, mình giữ này thôi. Đó, mình giữ nhưng mà nó vẫn kết thúc thì là decay, tức là thời gian kết thúc. Đó, và relate là ví dụ như cái sustain này mình tăng lên này thì là khi mình muốn là sau khi kết thúc mình ấn vào bàn phím mình thả tay ra thì nó sẽ có một khoảng thời gian bao nhiêu lâu nó mới kết thúc. Thì mình ví dụ mình chọn vào đây, mình ấn một nút với thả tay ra, đó thì nó sẽ có một khoảng thời gian để kết thúc. Thì chính vì thế nó sẽ tạo ra cái biểu đồ như các bạn thể nhìn thấy ở đây, là biểu đồ A D S R, tức là khoảng thời gian về attack tức là khoảng thời gian để nó bắt đầu, khoảng thời gian decay là khoảng thời gian mà khi mình bắt đầu xong thì nó kết thúc khoảng bao lâu, và cái sustain là khoảng thời gian là khi mình ấn ấn cái nút trên bàn phím này này là bao nhiêu thì nó đã từng đấy. Và relate là khoảng thời gian mà khi mình nhả tay ra thì là bao nhiêu lâu nó sẽ kết thúc cái âm thanh đấy. Thì như các bạn nào mà chịu khó tìm hiểu một tí, các bạn sẽ hiểu envelope về thông số cái envelope, thì lúc đấy bạn sẽ tạo ra một cái âm thanh nó kỳ diệu hơn. Thì bây giờ mình sẽ chỉ để envelope xuống sustain thôi, tức là khi mình chạm vào bàn phím thì nó sẽ giữ nguyên, tức là nó sẽ âm thanh nó giữ nguyên, và khi mình thả tay ra nó sẽ kết thúc. Đó, thả tay ra kết thúc. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu phần phía dưới là filter control. Filter control là nó cũng giống như cái filter tape ở trên này thôi, tuy nhiên là phần cut off của nó ấy,
thì nó khá là cơ động hơn ở chỗ là ví dụ mình ấn vào đây đó, cắt off nó tương đương cắt off bên này thôi, nó cũng cắt nhiều hay cắt ít và nó phụ thuộc vào cái gì. Vì thay vì cái filter tệp trên này, mình sẽ chọn cái cây track ở đây. Nó giống như kiểu là khi mình tạo một cái, tức là nó sẽ filter theo cái key mình đang đánh ở trên này. Tức là khi mình chọn cái cây track này, nó sẽ khá giống cái filter tệp này, tuy nhiên nó sẽ phụ thuộc vào cái kiện phiền key của mình nhiều hơn, và mình sẽ chọn là nó ở đoạn nào. Cũng giống như kiểu là low pass, high pass, nhưng mà nó là đoạn nào, và cut off là nó chỉ cắt ví dụ ở đây đó. Select nó đơn giản là nó như kiểu là phản cường độ, tăng cái là phản lại cái cường độ, tức là tạo một cái dữ dội của cái filter ấy hơn đó, các bạn nghe đấy đó. Thì đối với cái reselect thì nó thông số là khá giống nhau. Và bây giờ mình sẽ đi phần phía dưới là phần envelope này. Envelope là như vừa nãy mình nói là nó là cái một dạng biểu đồ theo kiểu attach to ten relay let. Ví dụ mình muốn tạo một cái envelope biểu đồ theo kiểu là attach một đoạn này, sau khi phím kết thúc phím giữ nguyên và kết thúc một khoảng thời gian bao nhiêu lâu đấy. Đó, dụ ở đây chẳng hạn, mình sẽ tạo một cái biểu đồ ở đây, và cái những cái biểu đồ ở dưới này nó mang tính chất là tác động lên một cái công cụ nào đó ở trên cái phím này. Ví dụ như là bây giờ mình muốn là cái âm thanh nó như này, đó, khi mình ấn một nút chẳng hạn như thế, thì mình sẽ lựa chọn là cái biểu đồ là thì đó, thì mình sẽ tạo một cái biểu đồ như này. Khi mình ấn nút như thế này nó sẽ tạo như thế, nhưng mà và bây giờ mình sẽ nhập cái thông số tác động vào. Dụ ở đây mình muốn là nó cái thông số là như này đó, thì mình chỉnh tay như thế nó rất là mệt đúng không ạ. Thì bây giờ mình sẽ chọn là, ví dụ mình ở đây mình sẽ chọn là cắt đó, khi mình muốn tạo một cái âm thanh mà nó vút lên, sau đó nó sẽ dừng một đoạn, sau đó nó sẽ hạ xuống ở đây chẳng hạn, ví dụ như thế. Và mình muốn hạ xuống cái này thì mình phải tăng cái relay này lên này, để cho nó có cái hiệu ứng nó vút đuôi nó rõ ràng hơn. Và khi mình chỉnh cái này lên này, chỉnh cái cường độ tác động này lên này, thì các bạn hãy nhìn thấy khi mình ấn nút này đó, mình kéo này xuống này, nó sẽ chuyển về low pass nhiều hơn này. Đó, bây giờ mình lại không dao động mình nhá các bạn nhá. Đó, bình thường âm thanh nó sẽ như này. Bây giờ mình muốn âm thanh nó sẽ có một đoạn attach này, sau đó thì nó sẽ relate khi kết thúc, và kết thúc một đoạn nó sẽ biến đổi cái filter theo dạng cái thông số này, thì mình sẽ chọn là cut off A này. Đó, tức là khi ấn vào thì một đoạn, một khoảng thời gian nhất định nó sẽ, cái filter này nó sẽ dịch chuyển như thế này lên, và nó khi mình thả tay ra thì cái filter này nó sẽ tự động nó chuyển về chỗ cũ, thì âm thanh nó cảm giác nó sẽ huyền ảo hơn, và mình có thể chỉnh theo cái công cụ này. Đó là cái phần trăm tác động lên. Rồi ở đây, ngoài việc mình tác động lên cắt A, mình cũng có thể cắt tác động lên những cái thông số khác nữa. Ví dụ như mình muốn pan A chẳng hạn, để nó mình nghe nó rõ hơn là pan từ bên trái sang bên phải chẳng hạn, mình bỏ cái cắt off đi. Đó, khi mình ấn nút này, đó, âm thanh nó sẽ nhảy từ bên trái bên phải nhá. Đó, tức là khi mình ấn nút thì âm thanh nó sẽ chuyển từ trái, đúng không ạ? Tức là relay từ trái, sau đó thì nó sẽ, khi mình thả tay ra thì âm thanh nó trả về bên phải.
Đó, và mình để cân bằng thì nó âm thanh nó sẽ đều nhau, mình sẽ không nghe gì. Hoặc là mình chỉnh sang bên trái này thì âm thanh nó sẽ chuyển sang bên trái trước, bên phải trước xong chuyển sang bên này. Đó, thì tùy cái thức mà mình muốn trộn nó vào như thế nào thì nó sẽ ra cái biểu đồ như thế. Thay vì mình kiểu ngoáy vặn tay thì mình sẽ chuyển sang là mình sẽ dùng biểu đồ. Thì ở đây có các hai dạng biểu đồ là biểu đồ envelope, tức là biểu đồ về attack, delay, relay. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ về LOF, tức là biểu đồ dạng sóng. Ví dụ mình thay vì mình muốn cắt off ở dạng sóng thì mình sẽ chuyển sang là cắt dạng biểu đồ envelope thì mình chuyển sang dạng sóng thì sẽ bắt đầu là theo dạng là ví dụ như có cái sóng đây, nó sẽ bắt đầu là nó sẽ có chu kỳ. Đó, lại chu kỳ như này, như này, như này. Ví dụ chẳng hạn mình muốn tạo ra cái âm thanh như thế chẳng hạn. Đúng không ạ? Cắt off theo kiểu như thế thì mình có thể là chọn cái envelope 1 này, mình chọn cái cắt off A, đúng không ạ? Cắt off ở filter A. Thì bạn thấy bắt đầu thấy nó có dao động không ạ? Nhưng mà bạn sẽ cảm thấy nó hơi hơi ít. Thì bạn có thể tăng gain lên, tăng cái cắt đầu lên. Đó, tăng cái trị số này lên thì bạn có thể nhìn thấy. Đó, tức là cái khi mình chỉnh cái trị số này nó sẽ là cắt off, nhưng mà ở phần sóng envelope này thì là nó sẽ là sóng envelope ở đâu. Đó, kha tương đối là khi mình vặn cái envelope này thì vì nó giống hình sim mà, thì khi mình vặn sang trái sang phải nó khá là giống nhau. Đó, rate tức là cái số lượng lần chu kỳ mà nó sẽ lặp lại. Gain tức là cái cường độ cái chu kỳ này nó rộng hay là nó hẹp. Còn offset là mình sẽ bắt đầu cái chu kỳ để ở đoạn nào của cái cắt off này, thì lúc đấy cái cắt off đấy nó sẽ phụ thuộc vào cái phần thông số của LOF chứ nó không phụ thuộc vào cái phần thông số khác ở trên này. Dựa vào đây mình chọn đó, mình nó sẽ chậm hơn và mình tăng cái này lên nó sẽ nhanh hơn. Đó, giảm gain này xuống thì nó coi như là mất cái vì cái biên độ sóng nó khá nhỏ, nó coi như là như thế này, cắt off nó di chuyển khá nhỏ để mình nghe cảm giác không có gì. Đó, đó mình sẽ chỉnh ở đoạn mình nghe được. Đó, offset. Đó, offset là cái độ rộng của cái biên độ đấy, tại vì sóng mà sóng như này mà thì nó sẽ có là nhỏ hay là rộng ra, thì nó tương đương với việc là cái này lắc rộng hay lắc nhỏ hơn thì phải phụ thuộc vào offset này. Đấy, offset càng rộng thì là cái cường độ cái sóng nó càng nhỏ, cái sóng càng nhỏ thì nó giống như kiểu là mình di nó rất là bé. Còn rate tức là cái số lượng lặp lại, số lần lặp lại của nó là bao nhiêu lâu. Đó, và nó sẽ có cái một cắt off. Đó, thì nó sẽ tạo ra cái cảm giác là giống như là đó, đó, giống giống như kiểu thế. Và mình sẽ nói lại một lần nữa, tức là cái công cụ mode envelope LOF này là cái công cụ và thay vì mình việc tác động lên các cái nút này thì nó sẽ ra một cái công cụ mình tác động ở dạng biểu đồ. Biểu đồ thì có hai dạng là dạng envelope biểu biểu bì và dạng LOF ở dạng sóng. Là dạng biểu bì này thì bắt đầu có attack, decay, setun và relay. Còn LOF thì có sẽ là ở dạng sóng. Sóng thì tùy theo mình chọn chọn có rất nhiều loại sóng ở đây. Đó, nó sẽ chạy theo các biểu đồ khác nhau, và rate là cái số lần sóng dao động trong vòng bao nhiêu giây đấy, và cái gain này là cường độ sóng dao động, và cái offset này là cái biên độ sóng dao động. Và các bạn để hiểu 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 mang máng là như thế, các bạn để search trên mạng ở thông số này nó khá là phức tạp, nếu các bạn nếu chỉ nghe này nó khá là phức tạp đó các bạn. Và cuối cùng là phần mix này. Phần mix này nó giống như kiểu là mình có thể trộn các công cụ với nhau. Cái mix 1 và cái mix 2 này nó giống như kiểu là khi mình muốn là cái thông số này nó trộn với các cái thông số khác ở trong cái bảng này. Ví dụ ở đây mình có thể là đây là mình chuyển nhá, chuyển về này về không. Mình sử dụng cái thông số. Thứ nhất là sử dụng thông số có thể là am envelope A, tức là thông số trên này.
để mình tác động vào cái rate của cái LR1 này thì mình chọn vào đây và chọn tác động vào cái LR1 rate này, và cái phần này mình có thể chọn vào cái phần gain thì để âm thanh nó ra một cái phong phú hơn mà. Đó, kiểu để nó phong phú hơn ấy, hoặc là mình tắt đi thì nó lại về cái vừa nãy mình chỉnh thôi. Đó. Mình hoặc là mình có thể là tác động bằng cách là sử dụng cái Vectorlicity. Đó, ấn mạnh và ấn nhẹ nó sẽ khác nhau. Đó, ấn mạnh cùng một lốt, ấn mạnh ấn nhẹ khác nhau. Velocity là và thiên về lốt các bạn nhé. Thì mình sẽ sử dụng các cái thông số ở các cái vùng khác để mình kết hợp với cả các thông số ở trong này. Đó, để tạo ra một cái âm thanh nó huyền ảo hơn. Đại loại mic nó là một cái bộ trộn thêm để bạn có thể biết thêm. Thì ở đây mình có thể tắt đi, và đây mình tắt tiếp cái này đi. Đó, và ở phía dưới này, cái này coi như là bộ trộn các bạn biết rồi nhá. Và ở phía dưới này là gì? Ở phía dưới này là cái kiện bộ bàn phím, và các bạn ở đây là band range, tức là khi các bạn sử dụng band pick ở góc này, tức là bạn có thể band khoảng bao nhiêu quãng. Ví dụ ở đây mình band lên 16 quãng chẳng hạn. Đó, hoặc là band nhỏ hơn một quãng thôi. Đó, phần phía bên này là mono legato, tức là khi bạn đánh nhiều lốt thì nó sẽ có độ trượt hay không, hay là nó lại sẽ bỏ qua lốt. Ví dụ một số các lốt nó sẽ dính với nhau, ví dụ mình chọn cái không chẳng hạn thì lốt nó rất là rõ ràng đúng không các bạn. Nhưng mà khi mình chọn legato này nó lên thì mình đánh rất nhiều lốt, nó sẽ dính các lốt vào nhau, và cái lốt này nó lại phụ thuộc vào phần mode này. Ví dụ như là thường thường là mode nó sẽ sử dụng N, tức là nonen, tức là bình thường, tức là nó sẽ trượt lốt bình thường. Đó, khi mình chọn slide nó sẽ trượt lốt mềm mại hơn. Đại loại nó sẽ trượt lốt mềm mại hơn, và đại loại là cái chức năng này là cái chức năng trượt lốt. Vì đôi khi các bạn mà muốn tạo một cái lốt nó trượt, một số các bạn thích solo á, thích tạo một cái gọi đó, phát lại một cái âm thanh trượt. Đó, thích tạo một cái âm thanh trượt thì các bạn lại chọn legato này, và chọn chế độ trượt nhẹ hay là trượt đậm thì ở đây, và mode là bật tắt chế độ đấy. Tiếp theo là phần cái bảng ở giữa này. Cái bảng ở giữa này thì như vừa nãy mình đã nói á, là nó thứ nhất là phần menu là sẽ có skin đúng không ạ. Phần tiếp theo là phần trên đùng này nó sẽ load ra các cái preset đúng không ạ, hoặc là mình có thể xếp các preset ở đây là 1, 2, 3, là để bạn có thể là tùy chỉnh. Ví dụ bạn có thể là với preset 1 bạn không ưng thì bạn có thể chọn preset 2, bạn không ưng bạn chọn preset 3, bạn không ưng bạn chọn preset 4 thì bạn chọn ở một này. Phần đây là chọn các preset này. Phần dưới này menu, ở đây là các cái phần mà thể hiện thông số thông tin của các bảng này đúng không? Chỉ vào đâu thì nó sẽ hiện thông tin ở cái bảng đấy. Ở phần APEG tức là cái thông số mà khi mình đánh ấy, mình muốn nó lặp lại ở theo một cái chu kỳ nào đấy. Ví dụ như là một số bạn lười ấy, các bạn ấn nút mà bạn muốn từng 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 chẳng hạn như thế, thì bạn ấn vào đây thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng là đi lên dần. Đó, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, chẳng hạn như thế. Và ở cái phần mà APEG này hay còn gọi là AKG gì á, quên sử rồi, thì nó sẽ có mode là mode up, là chọn chế độ là lên dần. Đó, mode down là đi xuống này, tù tí. Đó, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Đó, lên xuống, hoặc là có thể là lên xuống, hoặc là lên xuống xuống, xuống xuống lên lên xuống xuống, hoặc là bạn có thể là xuống xuống lên lên, xuống xuống lên lên, hoặc là linh tinh, random là linh tinh, hoặc là bạn order red đó, hoặc là step thì là cái mình tạo ra, tức là ở đây mình sẽ tạo, mình tại tí nữa mình sẽ giới thiệu phần step này sau nhá. Bây giờ phần code, ví dụ mình ấn đó,
mình ấn hợp âm thì nó sẽ chạy trong cái hợp âm mình đang ấn thôi. Đó, nó sẽ chạy bất kỳ trong hợp âm mình đang ấn. Và octan là nó sẽ chạy bao nhiêu quãng bao nhiêu, warm nó sẽ chạy ở nốt nào, đúng không? Ví dụ ở đây mình chọn là cái octan là 4 thì nó sẽ nghe nó sẽ nhiều hơn. Đấy, 4, 5, 6 hoặc nhiều hơn. Đấy, warm sẽ cảm giác là đấy hơn. Đó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, đó. Warm là số lần. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, đấy. 4 sẽ là 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, đó. Sau đó là quãng 1, 2, 3, 4, đó. Các bạn hãy hiểu là như thế. Phần vec, lô, city, key thì bạn có thể chọn là chọn dạng key chẳng hạn, thì nó sẽ chạy trong phần key thôi. Và hô tức là nó chỉ chạy ở phần mình giữ thôi. Thì cái này là liên quan phần hô mà khi mình đánh đàn thì mình giữ phím. Và phần step key tức là khi chuyển động là mới làm. Đó, thì mình có thể là chọn phần key cũng được. Thì cái này tùy theo mode của mình nhá, mình sẽ tùy chỉnh. Time tức là số lần, số thời gian mình lặp lại swing là số lần đảo. Ví dụ đây là mình ấn này, time này chậm nhanh đúng không, swing đó, đó. Swing nó như kiểu là một cái dạng là tuyến tính nào đó, tùy mình chọn, nó sẽ có các phần trăm ở đây mình tính tính. Gate, gate thật ra là nó là một cái loại dạng đóng cái âm thanh đấy. Ví dụ mình muốn âm thanh nó đóng sớm hay đóng muộn, hoặc là nó ngân lâu hay ngân sớm. Đại loại là gate nó giống như kiểu là phần ngân thôi, đáng ra nó phải để đặt tên là sustain hoặc là relate gì đấy, nó là tên là gate. Gate thực ra nếu mà các bạn chơi một số các loại nhạc cụ hoặc là các bạn chơi một số dạng gate ấy, nó cũng có cái tác dụng là nó ngắt quãng kiểu đấy đó. Thường thường mình chơi guitar thì muốn là kiểu âm thanh nó gãy gọn hơn thì mình tăng gate thì nó sẽ ra âm thanh nó sẽ đỡ bị bùng nhùng hơn, kiểu dạng nó đỡ bùng nhùng hơn. Các bạn hiểu là như thế cũng được. Mode thì là các bạn phải vào step này. Step thì ở phần dưới này nó sẽ có phần ấn nút ở dưới này. Thì step tức là cái phần mà mình âm thanh mình sẽ cài đặt trước. Ví dụ ở đây mình sẽ có phần hô đúng không, mình ấn vào đây là giữ nút đúng không. Ở đây nó sẽ chia là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng không. Thậm chí nó chia thành 2 phết, tức là chia thành 16. Các bạn nhớ nhé, 16. Và ở phần hốt này thì mình, các bạn thấy là nó sẽ đếm theo kiểu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và khi mình giữ này, ví dụ mình ấn hết ở đây và mình muốn champot, tức là mình muốn quãng, ví dụ như ở đây là đầu tiên là mình sẽ là tùy, xong mình muốn lên đây là lên 1 lốt, lên 3 lốt, hoặc là lên giảm xuống 1 lốt, hoặc là lên 1 lốt, hoặc là lên 3 lốt, hoặc là lên 1 lốt. Ở đây là mình lên 6 lốt chẳng hạn. Và velocity tức là về cường độ mạnh, ví dụ như mình muốn cái lốt này nó nhẹ nhẹ thôi, hay là nhẹ nhẹ, hoặc là lốt này là cực nhẹ này. Này cực nhẹ này, cái đoạn giữa này cực nhẹ nhá. Thì khi mình ấn lút nó sẽ chuyển động là từ đầu tiên là sẽ lốt nó sẽ đúng, sau đó thì nó sẽ cái pip tiếp theo thì nó sẽ là lên 1 tông, cái pip tiếp theo nó sẽ lên 3 và cái pip tiếp theo nó sẽ giảm 2. Tầm 1 đấy, tương đương với nó cái velocity tức là cái cường độ nó sẽ tương tự như thế. Vì khi mình ấn một nút này. Đó. Thì là tùy thuộc vào cái bạn setup này, nó sẽ có một cái đoạn giải riêng. Ví dụ một số bạn có thể lười, bạn có thể là cái kiểu từng 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 từng, thì bạn có thể là set cái đấy thì khi bạn ấn một nút nó sẽ tự động chạy từng 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 từng, sau đó bạn chuyển sang nốt khác. Ví dụ mình ấn đây nhá, mình chọn cái thần stam. Đó. Thì mình có thể là chọn cái step này để mình kiểu xác định cái đặt khác nhau, và khi mình ấn nó sẽ chạy theo
cái tuyến tính mà mình đã set up trước, thay vì những cái tuyến tính mặc định như kiểu là lên lên xuống xuống và xuống xuống lên lên như ở trên này, đúng không ạ? Phần distortion là âm thanh tè, tức là âm thanh dry hoặc là âm thanh clip, ví dụ như đó, phaser đó. Thì các bạn nào mà xem các phần về thông số phaser ấy thì các bạn sẽ hiểu thông với phaser thì có standard frequency, tức là nó sẽ phaser ở đoạn nào, đúng không? Ở đâu, đúng không? Có low filter, high filter hoặc là low gain, có feedback gì không. Số này thì các bạn cần phải xem cái playlist clip về phaser của mình ở dưới nhá. Mình có một cái playlist mà chuyên về hiệu ứng âm thanh. Cái phần chorus này cũng thế này. Mình sẽ có cái đấy rồi, thì bạn khi bạn vào đây bạn sẽ hiểu cái thông số feedback wide, dry, wet như là bạn sẽ sử dụng nó hiệu quả hơn. Cũng chỉ EQ này cũng thế, delay, reverb và con như thế. Thì về tổng thể các bạn có thể hiểu rằng là cái Studio One nó sẽ có những cái công cụ như thế, và để kết hợp ra một cái âm thanh hay á thì các bạn cần phải có một cái kiến thức gọi là vãi lồi về sóng. Mình nói thật là vãi lồi về sóng, là mình khi mình sử dụng cái này đó, thậm chí là mình sử dụng các phần mềm về, bây giờ mình đa số mình sử dụng các phần mềm nó gốc một tí, ví dụ như ở đây phần mềm Cubase này, nó phần mềm sim gốc của nó nhá là Retro Logic. Cái giao diện nó không khác gì cái này đâu, nó cũng chỉ là có void, tức là số lượng mình chơi đó, số lượng âm thanh void poly, đúng không ạ, số lượng phím bấm trên mạng. For void thì có phần last, first, low thì nó hơi khác một tí thôi. Đó. Ngoài ra nó có oscillator 1, oscillator 2, oscillator 3, có phần sub. Nó chỉ khác cái này ở chỗ là nó sẽ có thêm phần nó chỉ khác ở chỗ là nó sẽ có thêm phần sub và phần oscillator 3, và thêm oscillator 1, oscillator 2 thì nó khá giống cái này. Nó cũng có là octan, có cross, có file. Nói chung là khi các bạn mà sử dụng một cái phần mềm và làm stream đó, các bạn có thể xem dùng tất cả phần mềm làm stream còn lại luôn, tại vì tất cả thông số mình đã biết rồi và nó khá giống nhau. Ở đây nó cũng có là cái main control, cái follow cây, cái big band, cái follow cây cũng không khác gì cái legato trên này đâu. Đó, nó không khác gì đâu. Nó cũng có cái amp fill, nó cũng không khác gì cái amp fill envelope ở đây hết. Nó cũng có attack time này, delay time, đúng không ạ, sustain, relay, đó, có cái module waveform LF1, LF3, cũng có cái phần là mình sẽ sử dụng cái LF1 để mình tác động vào cái phần nào, phần nào của cái phím này. Thì mình cũng không biết là cái LF này nó có cái phần mà phần lém vào cái này không, nhưng mà chắc chắn nó không có rồi, mình lém thử không thấy đâu. Và tất nhiên là nó cái stream này nó khác cái stream khác, bởi vì một số cái stream này nó sẽ có cái phần là ví dụ mình LF này mình có lém các cái thông số này vào các cái góc này để mình có thể là dễ sử dụng hơn, thì thay vì đó mình sẽ phải chỉnh ở cái phần bên này. Thì với các bạn là cái stream này nó sẽ có những cái công cụ như thế, và nó hơi phức tạp đó các bạn. Các bạn cần phải đọc cái menu, các bạn nhớ cái bảng này cho mình là được. Đó, các bạn cần phải nhớ cái bảng này cho mình để mình có thể là làm cho âm thanh nó tuyệt vời hơn, nó chuẩn xác nhất, chứ nó không bị lông côm. Và đôi khi nếu các bạn không biết thì tốt nhất là bạn sử dụng preset cho tiện. Sau đó mình có thể tự chỉnh theo kiểu cách nào mình thích thì mình tự chỉnh. Ví dụ âm thanh ở đây mình thấy là mình không thích cái đó. Đó, mình sẽ thấy được âm thanh gốc của nó này. Nó do cái delay. Đó, thì về cơ bản là cái tổng thể của cái Studio One này nó sẽ có những cái mục như thế, và nó hơi phức tạp một tí đó các bạn. Cứ mỗi lần mình giải thích về cái stream này mình cảm thấy nó đau đầu. Thật sự là mình khi mình điều chỉnh mình làm stream, thậm chí là những cái bên nước ngoài, mình nói thật là các bạn, là bên nước ngoài những cái người mà người ta tạo ra một cái âm thanh mới, âm thanh đặc trưng, âm thanh độc quyền của người ta ấy. Người ta gọi là cái gì nhỉ? Music engineer ấy, là có là dạng một dạng kỹ sư âm thanh, để khi người ta nó hẳn một cái nghề của người ta luôn. Tại vì như ở Việt Nam ấy, người ta một ông producer chung ấy thì đã bao gồm những gì audio design, tức là những cái ông mà chuyên là thu âm ấy,
thì gọi là audio energy. Thì ở bên nước ngoài người ta sẽ có cái lớp học lại về audio energy và chỉ đào tạo một người là chuyên về thu âm thôi, thu các kiểu luôn, cắt EQ cực chuẩn đó. Có một người là để làm về sound engineer, là để chuyên để sáng tạo ra những cái sound âm thanh hay, những âm thanh tuyệt vời. Và những âm thanh tốt thì những cái người đấy người ta sẽ sử dụng sim này, thậm chí người ta sẽ sử dụng sim thật thực tế analog luôn. Mình đang dùng sim ảo nhé, bên họ có những cái dàn máy. Các bạn cứ hỏi là tại sao mẹ bọn nước ngoài nó cứ xếp một đống lại là trên bàn phím ở đằng sau nó một đống cái cục 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 xếp xếp với nhau đó. Đó thì một số cái cục có cái dây mà nối với nhau ấy. Chọc 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 chọc. Đó là một cái cục dạng máy sim. Nó giống như kiểu là máy tạo sim thôi. Đó, và khi người ta kết nối với nhau như thế thì người ta sẽ tạo ra một cái âm thanh rất là hay. Và người ta thích cái âm thanh analog này hơn. Và nó thực ra người ta chỉnh bằng tay thế thì cái thính lực người ta tốt hơn cái việc là mình sử dụng cái VTS ảo đấy. Đó thì cái là một cái nghề riêng luôn, nó là một cái nghề riêng luôn các bạn nhé. Còn và một cái nghề nghề sáng tác này thì là một nghề đúng không? Và ở Việt Nam ấy thì thường thường là mình sẽ quy chung tất cả mọi thứ, làm từ việc là thu âm đến việc ấy, là một ông gọi là producer lặng cân lắm, mệt lắm. Nó xử lý quá nhiều các kiến thức các bạn nhé. Thì chính vì thế là để tạo ra một cái sound hay rất là khó. Đó, và thường thường người ta sẽ sử dụng một cái phần mềm làm stream mà người ta thích, ví dụ như người ta dùng Resume Massive, sử dụng CineOne hoặc là sử dụng RetroGrooves. Và bây giờ mình xu hướng của mình là sử dụng những cái phần mềm mà làm stream cơ bản thôi, ví dụ như là CineOne này là cũng là một loại cơ bản này này, nó sẽ sử dụng các sóng cơ bản này này đó để tạo ra một cái âm thanh. Thì những cái bạn mà phải thực sự là hiểu về âm thanh, tính chất của âm thanh thì các bạn mới làm được cơ, không khó làm lắm. Còn đây mình chỉ giới thiệu qua thôi, nó nghe nó hơi khó là khó ấy. Còn tất nhiên là các bạn cũng có thể lên mạng xem những cái bạn khác mà nói về cái phần stream này, bảo là giới thiệu phần mềm, thật ra các bạn cũng chỉ là có một cái bài làm sẵn, căn tiếng sẵn rồi, sau đó thì ngồi chỉnh là tôi thêm cái, tôi hay chọn cái effect này ở cái preset này. Đấy là những cái bạn người ta đã làm nhiều đấy, người ta sẽ nhớ cái preset này, xong phần này người ta sẽ chỉnh ở phần này thêm một tí, phần kia thêm một tí. Thì người ta không có hướng dẫn cụ thể là bây giờ mình muốn tạo cái tiếng này thì các bạn đầu tiên các bạn phải chọn là cái truy so này này, sau đó để chọn cái pha sở thông số này thế này, không có ai dạy cái đấy đâu. Cái đấy là thường thường bạn cần phải một kiến thức, nó phải to vãi nồi ra các bạn. Mình thú thật là như thế, bên bản thân mình ấy, bây giờ mình ngồi mình làm một cái âm thanh, ví dụ như là mình tạo một cái stream đây, tranh thủ là mình nói chuyện linh tinh thôi. Ví dụ ở đây mình ở đâu nhỉ, đấy, ví dụ như mình đú cái bài mà Evergrow ấy của ấy. Ví dụ ở đây mình có cái bài Evergrow này, mình đú cái sao thôi. Mẹ, nói chung là tranh thủ đây mình nói linh tinh. Đây là cái sao đun 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 này. Đó. Thực sự là người ta bọn nước ngoài nó làm nó chế sao hay lắm. Ví dụ có sao đoạn đầu nhá, rất là khó. Ví dụ cái bài đun 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 này. Gian hơi xinh. Thôi thôi dừng. Để bản quyền vỡ mồm đấy. Thì để tạo những cái sound độc quyền đấy, bạn cần phải kiểu dạng như là có kiến thức về sound rất tốt. Ở đây mình sử dụng Retro One. Mình cũng chỉ tạo kiểu gần gần thôi. Không thể nào mà nói thật là không thể nào tạo được cái âm thanh nó được như thế đâu. Chỉ gần gần như thế, và những cái dạng mà âm thanh độc quyền thế thật sự là những người kiểu não phải to và người ta làm hay, người ta làm nhiều, hoặc là người ta phải mua những cái sao đấy rồi, người ta phải mua đấy các bạn. Đó thì về cơ bản cái Studio One thì nó sẽ có những cái điều như thế. Và nếu các bạn nào không hiểu đấy, tốt nhất là các bạn sẽ đào phần manual như mình này, các bạn search từng mục ra bạn mà tìm hiểu. Và một số các mục ví dụ như là các bạn nào mà không biết thì các bạn tốt nhất là bạn nên tìm hiểu trước. Ví dụ như là nhất là khi mình sử dụng stream thì nó bao gồm, nó có cái envelope, cái LOF là hai cái mà các bạn đặc thù các bạn phải hiểu. Ngoài còn những cái còn lại như kiểu là phase, retune hoặc là những cái hiệu ứng ấy, distortion phaser, chorus thì các bạn phải xem cái playlist về hiệu ứng. Thì các bạn cần hiểu cái lý thuyết đấy trước và các cái cách thực hiện nó trước thì bạn sẽ hiểu âm thanh. Và khi một cái âm thanh phát ra rồi, ví dụ như mình nghe cái bài Evergrow, mình nghe âm thanh ấy rồi, mình phải lọc được là phần nào là phần thuộc về hiệu ứng, phần nào là âm thanh gốc. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng là auxiliary A, auxiliary B, auxiliary 1, A1, A2 để mình tạo ra một cái âm thanh gốc. Và sau đó thì trải qua quá trình envelope, tức là khi mình ấn nút này thì nó sẽ trải qua những cái tình tiết như thế nào, đúng không? Bài đấy envelope thì nó khá là đơn giản thôi, nhưng mà một số bạn sẽ có những cái tình tiết phức tạp hơn.
Như ở trong quyền reset của cái Silent One ấy, nó có những cái tình tiết phức tạp hơn. Khi mình ấn nút thì cái đấy là tùy thuộc vào cách bạn chọn envelope, chọn cái Pagan. Và sau đó khi bạn tách được lớp, bạn cố gắng khi bạn học nhạc, bạn tách được lớp âm thanh rồi, bạn tạo ra một âm thanh gốc rồi thì bạn thêm hiệu ứng hoặc là thêm những cái kia nó rất là dễ. Và đấy chính là cái cách làm việc của cái stream và tất cả những cái stream, phần mềm làm stream. Thì mình nói các bạn là hơi lằng nhằng, hơi khó hiểu ấy. Thì các bạn không hiểu thì cố gắng, mình khuyên thật là lên đào cái menu này về xuất từng mục, chứ xem chắc là nó không hiểu đâu, mình cũng không hiểu đâu. Mình để mình hiểu cái này thì trước đấy mình cũng đã sử dụng một cái phần mềm mềm khác rồi về stream, mà mình cũng nghiên cứu khoảng mất khoảng tầm tuần thì đây hơn tuần, và để thông thạo được nó thì mất mấy tháng đó. Đó thì mình quay ra mình làm cái YouTube này thì mình cảm thấy là nó cũng dễ dàng hơn. Tất nhiên là dễ dàng với mình thôi, còn dễ dàng với mọi người thì có vẻ là phức tạp. Thì chúc các bạn sẽ tìm hiểu về Cinema One một cách tốt nhất. Xin cảm ơn.